Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì chúng tôi sẽ bán cho quý vị và các bạn một chiếc xe đúng thật với nghĩa là ngon bổ rẻ đấy ạ. Một chiếc xe Kia nhập khẩu đến từ Hàn Quốc. Đó chính là chiếc xe Kia Morning Van. Đây là cái phiên bản Kia Morning Van nhập khẩu. Chiếc xe được sản xuất năm 2012 và là ở cái phiên bản van này thì là nó chỉ được đăng ký 2 chỗ ngồi thôi quý vị các bạn ạ. Chắc là nhiều quý vị và bạn cũng đã biết rồi. Chỉ được đăng ký 2 chỗ ngồi và để chở hàng là chủ yếu ạ. Đây là một chiếc xe mà chủ xe đã mua chiếc xe Kia Forte 2009. Mua chiếc xe Kia Forte 2009 cho nên là chủ xe đã để lại chiếc xe này cho chúng tôi, tức là đổi các cho chúng tôi. Chúng tôi nhận lại chiếc xe này và bán với giá cực rẻ cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn nào đang có ý định muốn mua một chiếc xe ô tô để đi chợ, để che mưa, che nắng thôi, thì đây chính là một cái sự lựa chọn rất là tốt đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là chỉ hơn 200 triệu một chút thôi. Hơn 200 triệu một chút thôi thì quý vị và các bạn đã có ngay 4 bánh để sử dụng rồi đấy ạ. Chất lượng thì còn rất là tốt vì chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu ạ. Đây là cái phần ba giờ sốc trước của xe đây ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Vì là ở cái phiên bản nhập khẩu cho nên là chiếc xe rất là bền bỉ. Và chủ xe cũng đã lắp lên là cái la răng đúc rồi. Đồ đã lên la răng đúc rồi. Và lốp thì còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, cho nên quý vị và các bạn bỏ ra hơn 200 triệu một chút thôi thì quý vị và các bạn đã có ngay 4 bánh để sử dụng rồi ạ. Trong cái thời buổi dịch bệnh Covid như thế này thì là đi ô tô bảo vệ được sức khỏe được cho chính quý vị và các bạn đây ạ. Cho nên là bỏ ra hơn 200 triệu một chút thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe ô tô rồi, không phải đi xe máy nữa. Vì là chủ xe đã đổi lên chiếc xe Kia Forte cho nên chúng tôi mới mua lại chiếc xe này. Cho nên chúng tôi mua được là bây giờ chúng tôi bán với giá cực rẻ thôi. Mục đích là chủ yếu là để bán cho cái chủ xe này là chính thôi. Chúng tôi đã bán chiếc xe Kia Forte và nhận lại chiếc xe này, cho nên là bán với giá rất là rẻ thôi ạ. Vậy quý vị nào mà đang có ít tiền ở cái tầm 200 triệu thì hãy liên hệ với chúng tôi để có ô tô đi ngay lập tức ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 200 triệu đồng một chút thôi. Chỉ hơn 200 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã có ngay một chiếc xe Kia Morning phiên bản nhập khẩu để sử dụng rồi đấy ạ. Tôi không phải giới thiệu gì nhiều thì quý vị và các bạn chắc cũng đã biết ở cái phiên bản Kia Van. Tôi đã gọi là Kia Van thì nó là cái phiên bản rất là thiếu đồ, nó không có nhiều đồ đâu ạ. Về là Việt Nam mình thì gần như là các chủ xe đã làm lại nội thất da, chứ nguyên bản nó chỉ là nội thất nỉ thôi. Đây thưa quý vị và các bạn, đây chính là cái nội thất da mà chủ xe đã làm lên. Và cái phần ghế sau đây quý vị và các bạn ạ, phần ghế sau này nó là cái phần để chở hàng, nhưng chủ xe này cũng đã độ thêm cái phần sau này để có thể người ngồi được ạ. Đây, người có thể ngồi được, gập ghế hoặc mở ghế lên. Hoặc là những ai mà đang có ý định mua một chiếc xe để đi chợ thì đây chính là một cái sự lựa chọn cũng hợp lý đấy ạ. Chiếc xe này mà để đi chợ thì chở được cũng rất là nhiều đồ đấy ạ. Chở người, chở đồ đều được hết ạ. Tất cả còn rất là đẹp đấy ạ. Tôi cũng sẽ cố gắng quay chi tiết nhất để cho quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu muốn có ô tô để đi thì tham khảo. Mời quý vị các bạn xem đây. Chiếc xe đã lăn bánh được cụ thể là 8.1 km rồi. 8.1 km rồi. Và cái phần táp lô này, hệ thống giải trí thì chủ xe chưa lắp lên đầu màn hình đâu, vẫn còn nguyên bản theo xe, chỉ nghe nhạc bằng iPod hoặc USB thôi ạ. Điều hòa thì vẫn là điều hòa cơ, cơ bản là nó còn rất là đẹp đấy. Cần số đây, chạy 8.000 km rồi cho nên cần số nó cũng còn tương đối là đẹp. Đó, trần trước rất là đẹp ạ. Đây quý vị và các bạn, tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Biết đâu quý vị và các bạn nào mà chưa có ô tô đi, đang ít tiền muốn sở hữu ngay chiếc ô tô ở khoảng 200 triệu này thì quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay nhé. Dàn lốp này thì rất là đẹp đây ạ. Dàn lốp này thì chủ xe cũng mới thay cho nên là còn rất là dày ạ. Đấy, rất là dày. La răng này la răng đúc rồi.
ở đời 2012. Cho nên là chiếc xe này đã sử dụng được 8 năm rồi, 8 năm với 8 vạn km thì nó cũng rất là hợp lý thôi. Đây ạ, sản xuất năm 2012. Đây là cái phiên bản nhập khẩu tại Hàn Quốc đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Táp bi cửa đây, táp bi cửa bên phụ còn rất là đẹp ạ. Táp bi cửa bên lái cũng rất là đẹp ạ. Còn đây về cái phần động cơ, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe đây ạ. Đây là cái động cơ của chiếc xe, còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Ở cái phiên bản nhập khẩu này thì động cơ đi nó rất là bền, nó khác với phiên bản lắp ráp trong nước ạ, đi rất là bền. Nếu như ai đã từng đi xe rồi thì sẽ biết ạ. Đây là cái cụm phanh đây ạ, cụm phanh ABS ở dưới kia. Chiếc xe này cũng đã được trang bị hệ thống phanh ABS rồi, đi rất là an toàn. Ở cùng phân khúc và rất nhiều hãng xe khác, kể cả đời cao hơn, cũng chưa chắc đã được trang bị hệ thống phanh ABS đâu. Nhưng riêng chiếc xe Kia Morning này đã có hệ thống phanh ABS rồi. Đấy, cụm điều khiển hệ thống phanh ABS đấy ạ. Đây, máy móc thì rất là sạch sẽ rồi. Chúng tôi không có dọn dẹp gì đâu cả. Chủ xe đổi lên con Kia Forte cho chúng tôi, cho nên là chúng tôi cũng chỉ đang đây mong muốn là kể cả các anh em thợ mà có muốn lấy về bán lẻ thì cũng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ để lại cho để anh em bán lẻ luôn. Anh em bán lẻ kiếm mấy triệu tiền lương. Còn lại đến với cửa hàng chúng tôi, nếu khách đến với cửa hàng chúng tôi bán đúng với giá mà chủ xe đã để lại cho chúng tôi, thì chúng tôi đã bán cho chiếc xe Kia Forte rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã theo dõi clip của chúng tôi. Quý vị và các bạn nếu quan tâm đến chiếc xe Kia Morning Van 2012 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi, 0905 608 883, để được tư vấn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.